Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ 5.000W, động cơ AC. Đây, 5.000W 60V. Động cơ AC nhé. Cái dòng AC thì điều khiển nó thường là rất là nhỏ so với dòng BLDC. Nó đều là không chổi than, nhưng cái BLDC đối với một con 5.000W thì cái điều khiển của nó còn to hơn cái động cơ. Nhưng riêng với cái dòng động cơ điều khiển dạng AC thì nó lại không sử dụng điều khiển to đâu, điều khiển nó rất là bé. Đây, đây là cái tay số của nó này. Con này thì riêng cái dòng AC thì đặc thù của nó, nếu mà không đấu với đảo chiều là nó không chạy. Đấy, đây là bộ điều khiển này. Đấy, cái dòng này chạy thì nó rất là êm nhé các bạn nhé. Đây, đây mình nhả ga nhé. Cái tiếng ù này chủ yếu là do mình để trên nền nhà đấy. Đây, những con này nhả ga rất lâu rồi nhưng nó rất là bon. Riêng đấy là đặc thù cái dòng AC. Đấy, mình nhả ga rất là lâu rồi. Cái dòng này thì điều khiển của nó thì cực kỳ là êm luôn. Lên rất là êm. Những cái dòng ô tô cao cấp ấy, thì thường thường nó sẽ sử dụng cái dòng động cơ này. Vì khi mà ga nó sẽ không sốc ga, đi cảm giác rất là mượt. Hầu như tất cả các dòng ô tô điện cao cấp nó đều sử dụng loại này các bạn nhé. Đấy, đảo chiều đây này. Con này về mo này, về đảo chiều này. Con này lùi thì nó rất là chậm thôi. Đây mình nhả lên này. Đấy, nó cũng rất là êm khi mà mình bỏ ra là rất là êm nhé. Thì các bạn có thắc mắc thêm gì về cái dòng động cơ này thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0983818955 nhé. Bên em có những dòng 3.000, 5.000 và 7.500, và tất nhiên dòng lớn hơn cũng có. Thì cái đấy là theo yêu cầu đặt, vì nó rất là đắt tiền cho nên là bên em thường là không nhập về nhiều, chỉ nhập mẫu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.